Tên gì? Ở đâu? Dạ, con tên Quy, ở Vĩnh Long. Tên gì? Dạ, tên Quý. Quý? Dạ. Rồi lên đây làm gì? Dạ, con đi học đại học. Gì? Tướng này học nổi không? Dạ, ở trường á, xét cái năng lực học. Coi tướng con sòn sòn vậy chứ con được lắm á cô. Rồi lên đây đi học rồi có tiền đi học không? Dạ, thú thật với cô, nhà con dưới quê á cũng nghèo lắm. Tại vì con ham học, rồi ba má con cũng cố gắng làm lam lũ để kiếm tiền cho con ăn học. Nhưng mà lên đây á, con tính rồi, con sẽ chạy xe đạp ôm, rồi những cái tiền đó để con sinh hoạt cái việc học tập của con. Chạy xe ôm? Dạ. Trời đất ơi, bởi tao nói tuổi trẻ cái mấy cậu không có biết cầu tiến gì hết trơn. Trời ơi, tôi không phải tôi khoe với thằng con trai tôi, thằng Tuấn đó, nó cũng cỡ tuổi cậu à, mà nó đi nước ngoài đi du học bằng học bổng, mà từ hồi nó đi nó gửi tiền hàng tháng gì nó cho lại tôi. Dạ con nghe cô khen anh Tuấn như vậy, chắc là anh Tuấn giỏi lắm hả cô? Tôi phải nói con tôi giỏi mà nó xuất chúng luôn á, đừng có nói mà giỏi. Trời ơi, tôi nói như vậy á là để cho cậu biết đó, để cậu bắt cái trước như vậy là một cái tấm gương để mình học hỏi, hiểu không? Dạ hôm nay con đến đây được cô dạy bảo con như vậy á, con sẽ cố gắng. Nhưng mà cô Tư cho con ở đây nha cô Tư. Bây giờ muốn ở đây á, tôi có nội quy khắt khe lắm á nghe. Ở được thì ở nghe, còn không ở được thì thôi nghe. Tôi không cần tiền ha. Dạ nhất định cô sẽ làm được. Ở đây á thì là không được la lối, không được quấy rối, nghe chưa? Mà không được nhậu nhẹt nữa, cấm tiệt là không nhậu nhẹt. Dạ cô, ví dụ như lỡ con nhớ quê quá, cái con mua một hai lon bia về con uống trong phòng được không cô? À, bây giờ sao? Ở được thì ở, không được thì thôi biết. Dạ con ở được cô. Mà nói trước nghe, tiền nhà thì mỗi tháng phải đúng ngày đúng giờ nghe, tôi xuống tôi lấy nghe. Trễ là tôi biết khỏi cái chỗ này nghe chưa? Dạ con hứa sẽ đóng đủ mà cô. Nhớ nghe chưa? Dạ. Vậy thì ngồi đó đi, đợi tôi đi, tôi lấy chìa khóa cho. Đàng hoàng phải không? Dạ. Không được thất hứa nghe. Dạ. Tiền bạc đàng hoàng nghe chưa? Dạ. Sao bà chủ ở đây khó quá, không giống như bà con mình ở dưới quê. Thôi kệ, lên đây á là mình phải ráng mới được. Đây coi mình có ghi trong đây nè, có đứa nào thiếu nhiêu mình ghi. Sáng giờ ngồi đây canh lấy. Sao? Dạ tới đóng tiền nhà phải không? Dạ đúng rồi. Chà dữ không, bữa nay mới thấy đúng hẹn à. Đưa đây coi. Dạ. Ừ. Trời ơi, nay lịch sự quá ha. Đưa cái bao thơ bự chà bá luôn vậy ha. Dạ. Cần gì đưa tiền là được rồi, bao thơ chi với mất công vậy. Làm như đám cưới đám gì. Trời đất ơi. Dạ. Bao thơ trong bao thơ. Rồi trong bao thơ này đừng nói tôi là còn cái bao thơ nhỏ nữa nghe. Trời ơi nhiêu đây. Nhiều. Dạ 500. Trời đất ơi sao vậy? Vậy tháng này là sao, cũng giống như mọi tháng hả? Dạ giống như mọi tháng cô Tư. Nè cậu với cậu, tôi giỡn mặt với cậu hả? Cậu nhớ không, cái hồi cậu mới tới đây ở, tôi nói là mỗi tháng tới đây đóng tiền nhà không được thiếu. Mà cậu thiệt là thiếu, mà không lần nào mà đưa đầy đủ, phải đưa một chút làm như trả góp vậy, tiền nó mẻ hết rồi sao? Dạ tại lúc này con gần thi rồi, cho nên con không có dám chạy nhiều. Để mai mốt tới hè đó thì con cố gắng chạy nhiều rồi con đóng tiền đầy đủ cho cô Tư. Cũng còn sĩ diện nữa. Trời đất ơi, nghèo không lo cái thân mình, nhà trọ thì thiếu trước thiếu sau, mà hở chút là con học, dám học nổi không? Tôi khuyên cậu đi, học không nổi thì thôi đi về nhà đi, học chi cho tốn tiền cha tiền mẹ hả? Ha. Dạ, con phải cố gắng học, có được cái tấm bằng đó để ba mẹ con dưới quê cũng nở mặt nở mày với người ta cô Tư. Cái gì? Cầm tấm bằng cho nở mày nở mặt hả? Trời ơi, cậu học cho đã rồi dở cũng dở, nếu có tấm bằng đi rồi ra có xin việc làm được không? Hay là cầm tấm bằng đó về quê chăn bò chăn trâu, trời lúc đó còn nhục hơn á, đừng có sĩ diện nữa. Dạ, cô Tư bớt nóng nha cô Tư. Cô mỗi lần thấy cô Tư nóng vậy á, con sợ
Con cũng sợ cô Tư buồn lắm, nhưng mà cô Tư ráng thông cảm cho con nha cô. Bực quá à. Tôi cũng thương tình cậu nghe. Tháng này tôi cho cậu thiếu, tháng sau mà không đủ tiền á, biết nghe chưa? Dạ cô Tư, với lại cô Tư. Cái gì? Dạ con thấy dạo này cướp giật nhiều dữ lắm á cô Tư. Rồi sao? Dạ cô Tư á, vỏ tiền gì nè, sách nó nguy hiểm lắm, cô Tư nhớ cẩn thận nha. Trời ơi, cậu lo cho thân cậu, cậu đừng có lo cho tôi, lo bao đồng quá à. Cái khu vực cái chỗ nhà mình không bao giờ mà có chơi trộm cướp trơn á. Mà cái tụi mà đầu trộm đuôi cướp á, cái tụi đó là có tuổi, cái tụi ác, ác nhân thất đức, bần cùng á. Nó làm như vậy cậu đó nghe. Cậu làm sao cậu làm, thấy người ta được có bắt chước hay chưa? Nên học cái gì hay với con tôi chứ đừng có học với cái thứ mà phường đầu trộm đuôi cướp á. Thân mình không lo, lo cho thân người ta. Tháng sau mà không có đủ tiền à, biết khỏi nơi đây nghe chưa? Tôi nói rồi đó à. Đẹp trai, không có tiền cũng thành hàng. Đẹp trai rồi nào? Sao không đẹp? Trời đất ơi, anh gan quá anh ơi. Muốn ngồi đây nào vậy? Nói chơi chứ em đứng ở tuốt ở cái phòng của em là cuối dãy hành lang mà em nghe cô Tư mắng anh xa xả mà em nhức cái đầu luôn á. Mà xong ra đem tính an ủi anh mà em thấy anh trong lúc bị chửi mặt anh vẫn xàm, còn nhận mình đẹp trai nữa chứ. Thì tôi đẹp thiệt chứ bộ. Trời đất ơi, anh gan quá anh ơi. Mà có gì đâu. Ví dụ như cậu lớn, cậu chửi thì mình nghe thôi. Cậu la như vậy là coi như là cậu có sức khỏe, cậu khỏe mạnh, cậu mới la như vậy. Nhưng mà thôi, tôi không có để ý bụng mấy chuyện đó đâu. Trời ơi, công nhận nha, phải nói là anh không có đẹp trai, nhưng mà anh đẹp tấm lòng. Thôi nè. Hả? À, nói chứ thiếu cô Tư nhiêu nói đi, em cho mượn để đóng cho đủ rồi khỏi bị la nữa. Tôi mới đóng nửa tháng à, còn nửa tháng. Còn nửa tháng đúng không? Vậy em cho mượn nha. Thôi, tự nhiên tôi con trai đi mượn tiền của cô. Kỳ lắm, thôi không mượn đâu. Trời ơi, em cho mượn chứ bộ làm như em cho luôn, sao mà sợ kỳ. Thôi nhưng mà kỳ lắm. Nhưng mà vậy là nhất định là không lấy tiền mượn đúng không? Tôi không lấy. Thôi. Làm sao? Chúc anh may mắn, sớm có tiền đóng để cô Tư bớt chửi nhức đầu. Nhất định rồi. Cảm ơn nha. Sao hôm nay nó ế dữ vậy ta? Chạy xe kiểu này á, tiền mà không có đóng cho cô Tư á, cô gặp cũng nhằn hoài sao chịu nổi. Ráng cầu sao hôm nay á chạy được 4-5 cuốc, nó khỏe gì đâu á. Vừa có tiền ăn nè, vừa có tiền đóng cho cô Tư nữa. Trời ơi, giật đồ tôi mà bắt người ta ăn cướp để giật vỏ tôi rồi. Trời ơi, tiền bạc của tôi. Ủa, cô Tư bị sao vậy? Giật vỏ của cô, vỏ chạy thằng chạy xe quay đỏ. Xe quay đỏ hả cô Tư? Cô Tư có sao không? Ai mất hết tiền bạc tài sản của tôi rồi. Cô bình tĩnh đi cô. À Chi ơi, bây giờ cô Tư bị người ta cướp ở trước dãy trà trọ mình nè. Ra liền đi, tôi sẽ đuổi theo nha. Dạ cô Tư cứ ngồi đi nha, ngồi có Chi ra nha cô Tư. Cướp hết tài sản của tôi. Trời ơi Chi ơi, con ngồi giùm tôi đi. Trời ơi, tôi đã sốt ruột rồi mà nó đi tới luôn chóng mặt muốn chết à. Cô Tư sao á? Cô Tư sốt ruột cái gì? Cô Tư sốt ruột cái vỏ của cô Tư đúng không? Chứ sao nữa, tiền bạc nhiều của cải thì rộng tin đem đi gửi ngân hàng để hốt quên dịnh hết trơn. Bây giờ bà mất hết, tôi còn gì trắng tay rồi còn gì nữa mà không sốt ruột. Chưa có biết là mất hay không, đã nói là anh Quý ảnh dí theo thằng cướp rồi, nhiều khi là lấy lại được cho cô Tư rồi sao? Trời nghĩ sao vậy? Nó chạy xa tích bù này mới chạy ra làm sao mà được. Trời ơi con, mất là mất luôn, là làm sao mất mà kiếm được hả con ơi? Mà hả, con cũng không hiểu nổi luôn á. Cái vỏ cô Tư đeo toàn ten trong người như vậy là hả, bữa hôm con nghe anh Quý nhắc cô rồi là hả, đi mình mà đeo vỏ như vậy giống như là mình làm cho trộm cướp để ý tới mình, rồi nó giật mình vậy cũng may là nó chỉ mất cái vỏ hả, không có làm cho cô Tư té rồi lỡ té rồi đập đầu xuống đường rồi có phải là nguy hiểm tính mạng luôn không? Nhưng bây giờ ngồi đây nó nói tôi này chì chiết tôi sao tôi biết rồi.
Đã có người cảnh báo rồi mà tôi đâu có ngờ, cũng về gần tới nhà mình rồi mà sao có ngờ mà nó như vậy chứ. Trời ơi, con xin lỗi cô Tư. Rồi cái thằng nhỏ thằng Quý này nó đi rồi không biết sao mà từ chiều giờ chưa thấy về, gọi điện thì không bắt máy. Thì không biết như thế nào mà tôi phải nói... ảnh gọi điện thoại cho con. Dạ. Trời ơi. Dạ của cô Tư nè, cô Tư. Cái giỏ của tôi nè. Trời ơi. Cái giỏ của tôi. Dạ, cô kiểm lại coi có bị mất gì không cô. Trời ơi. Con ơi, con Yến Nguyên con ơi. Ủa. Dạ. Nó vậy là con đuổi theo được bọn cướp hả? Dạ. Trời đất ơi, sao con hay dữ vậy? Mà tại sao vậy nè? Tại sao lâu quá mà bây giờ mới về kể tôi nghe coi sao vậy? Dạ. Được thì... con sao không? Con có bị gì không? Dạ, con không bị gì đâu cô. Tại vì á là khi mà tụi cướp nó giật á, rồi con mới chạy dí theo nó. Dí theo nó thì giống như nó chạy hết cái hẻm này tới hẻm kia luôn, con cứ chạy dí theo hoài luôn. Mà lúc đó con không hiểu sao nữa cô Tư. Giống như là con nghĩ là có ai tài sản mạnh của... đấy phải không? Dạ, tài sản của cô Tư cho nên hả con phải quyết con đuổi theo để con lấy cho bằng được. Con mới nói gì? Dạ. Con nói là thấy tài sản của con mất hết rồi. Dạ. Rồi con quyết định con đi đuổi theo bọn cướp mà con không nghĩ thân thể mình đâu cô. Dạ thì tại vì con ở với cô Tư á, con nghĩ giống cô Tư cũng giống như mẹ con dưới quê vậy đó. Rồi mỗi lần mà con nhớ mẹ con á, cái con nhìn cô Tư như vậy á cô Tư. Cho nên cô Tư mà mất đồ đạc gì á thì con cũng phải con chết con cũng phải lấy lại được nữa cô. Sống sao vậy ông? Trời ơi, để thương ơi ông. Rồi cái mặt anh là bị sao vậy nè? Hả? Cái mặt sao bị bầm vậy nè? Sao mà đỏ vậy nè? Bộ té hả con? Dạ thì rượt đuổi thì cũng có đánh nhau á cô Tư. Vậy hả? Dạ. Rồi có sao mày con nó này bị xe ra coi. Dạ. Bị xe ra coi. Tao coi coi. Trời ơi, có bị vô nào nữa không con? Dạ không, hả? Con không bị đâu á cô Tư. Trời ơi, tội nghiệp quá trời ơi. Dạ, nhưng mà con dặn cô Tư vậy nè. Sao? Mai mốt á cô Tư á đi đâu mà xách tiền nhiều như vậy nè. Cô Tư á phải qua phòng kêu con chở. Để con sắp xếp con chở. Để như vậy nó rất là nguy hiểm. Biết rồi, trời ơi qua chuyện này không có dám là đem tiền nhiều như vậy đâu. Tại vì mình nghĩ là gần nhà mình hồi nào khu phố mình á bình yên chứ có trộm cướp gì đâu. Dạ. Bây giờ thằng con cô thì nó ở nước ngoài. Dạ. Tao bay về bay cứ ở đây đi. Dạ. Không cần đóng tiền nhà, tao nhận bay làm con nuôi được chưa? Cứ dạ, ở đây đi tôi lo, nghe dạ. Chưa? Trời dạ, ơi. Cảm ơn cô Tư. Khoan hồi cô Tư. Chỉ nói thôi nha, còn cô phải đóng tiền nhà, cô đừng có ai vua theo người ta nghe. Ôi ơi nó nghe nè, thèm ăn gì nói nghe con. Phụ dạ. Trai nói nghe, Chi nấu đồ ăn cho anh Quý ăn nghe không? Dạ con tuân lệnh. Dạ. Ôi tui má. Quá à. Ôi, mới kêu gì á? Dạ con kêu bằng má. Thôi má đừng khóc nữa nha má. Tôi nhớ con chưa quá. Dạ. Mỗi người có một số phận khác nhau, đừng vội đánh giá mà khinh miệt họ.